Xin chào tất cả quý chị và các bạn nhé. Hôm nay Duy Tùng lại trở lại với những mảnh đất tại Yên Bình. Một mảnh đất vô cùng tuyệt vời, gần một dòng suối chảy rất là lớn, phù hợp với nghỉ dưỡng, gửi tới quý chị và các bạn đây. Vâng, đi lại thì không thể chê nữa, rất là thuận lợi. Đây, trước mắt em đó là đường cao tốc Hòa Bình. Cao tốc Hòa Bình có thể nói là đại lộ Thăng Long kéo dài đó ạ. Thì đây là thuộc địa phận Yên Bình, Thạch Thất. Đây, mảnh đất thì giáp với suối này luôn ạ. Đấy, quý vị có thể nghe tiếng thấy tiếng suối chảy rất là sôi động đúng không ạ? Đây, mảnh đất là lô góc bám suối. Đây, suối đấy, 1000m, có 150m đất ở đường trước mặt đấy. Đường trước mặt thì hai ô tô tránh nhau. Đây, chính là lô góc này. Mặt đường này là dài hơn 30m. Và một mặt nữa là bám suối này. Suối này suối chảy quanh năm. Vâng, suối chảy quanh năm luôn đó. Tổng diện tích là 1000m ạ. Lô góc 1000m. Đây mà nghỉ dưỡng thì không thể chê điểm nào. Đó, quý vị đi từ Hà Nội lên đây khoảng tầm mất 40km và vòng vào đất luôn. Vòng một cái là đến đất luôn. Vâng, mảnh đất giáp với đường cao tốc Hòa Bình. Đấy, từ đây ra khu công nghệ cao Hòa Lạc nó cũng chỉ khoảng tầm 7-8 cây số thôi. Chỉ khoảng tầm 7-8 cây số là ra đến khu công nghệ cao Hòa Lạc luôn. Lương kìa. Vâng, mảnh đất bám suối rất là đẹp. 1000m quý chị nha, 1000m. Đây, suối chảy đây, suối chảy rất là đẹp. Đường thì hai ô tô tránh nhau. Đấy, đi vài bước chân là ra đến đại lộ Thăng Long, đường cao tốc Hòa Bình rồi. Mảnh đất thì nằm trên một thế đất rất là cao, view thì vô cùng thoáng. Vâng, thế đất cao, view thoáng. Đây, trước mặt em đây. Đó, chạy dài đến phía kia là ranh giới của đất. Và một nơi mặt đường, mặt bên này là 30m. Quý chị nhìn thấy không? Suối rất là đẹp. Đây là gần một cái suối chảy, còn là gần một đập tràn. Đó, nước này chảy quanh năm ạ. Đây, em sẽ quay phía trên cho quý chị xem nhé. Lô góc mảnh đất 1000m. Đây là mảnh đất 1000m luôn. Đó, bây giờ ranh giới đã có hết rồi, mà bây giờ chỉ cần mảnh đất một đẹp là chúng ta kè lên là rất là đẹp. Kè ranh giới theo mép đường này lên thì sẽ rất là đẹp. Đó, có thể nói là mảnh đất đường chạy quanh đất. Đây ạ, ranh giới từ mép này đến kia hơn 30m. Đường chạy quanh đất và bám suối luôn ạ. Tổng diện tích là 1000m, có 150m đất được. Quý vị có thể thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây, mình đến trước mặt đây. Đằng phía bên này rất là thoáng. Rất là thoáng. Đấy, view thì view núi rồi. View núi không thể chê đối với mảnh đất này. View núi. Đấy, trước mặt cũng là núi. Quý chị thấy không? View núi. View núi kia mà lại bám suối. À, rồi. Chỗ này thì hết chê đối với mảnh đất này rồi. Quý anh chị quan tâm mảnh đất này hãy liên hệ với em nhá. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.